Xin chào tất cả mọi người. Mình là Nguyễn Thị Hoa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người nhìn hai người đang xem. Xin chào. Big head chu ấy. Check ngay công tin nhắn công việc vẫn còn ở đấy mà lướt Insta. Cười hơ hớ một phát đi chị. Thích thì thích, không thích thì thôi. Em có xem TikTok không? Không hả? Để em tạo TikTok để em theo vậy. Không biết à? Không biết bạn xin nước hoa. Bạn xin nước hoa. Thích thì thích, vậy đó. Thích thì thích, không thích thì thôi. Xin chào mọi người. Vậy đó. Họ đang đi làm, họ đang đi quay. Nhưng mà bây giờ còn 4 phút nữa là đến giờ họ làm việc. Nhưng không biết 4 phút nữa đã được làm việc chưa. Cái đấy thì không ai biết. Yêu chị đẹp, chị yêu đẹp quá, hãy một lần gọi tên em. Amon chấm can đờ le. Dùng đó chị yêu. Hello mọi người. Chị Hòa dễ thương quá đây. Chị có full video hôm chị hát ở Trixie không ạ? Hòa không có. Mình như ở trên mạng có thì phải, nhưng mà chất lượng âm thanh không được tốt lắm. Hello. Hello mọi người. Chắc là mình gọi FaceTime với nhau cho tí cho vui nhỏ. Tạo dáng cho em chụp nào. Ok. Nào tạo dáng chụp nha. Sau đây là thử thách gương mặt không góc chết. Góc bên trái. Góc bên phải. Góc từ như thế này. À, chị bị bỏng. Bỏng chị. Mưa. Đi bỏng chị. Chị, sao em không tắt đi? Sorry chị. Nhảy đó. Ngựa quá à. Tại vì em để xe. Ô, không sao hết. Chấm nước đi chị. Chấm nước. Chấm nước nhớ nó bị phồng làm sao. Vẫn phải nốt một góc nữa là góc. Chị bóp bóp cái này đi chị. Cái này nó mát rồi chị. Không nó đỡ chị. Nó lạnh thì nó đỡ ổng. Đỡ không? Sao lại chị bị bỏng? Không không không. Kiểu này nè. Tay lên. Hello mọi người. Đây, ngón này chưa bị sao hết. Hay là mình lên lên livestream ở trên fanpage đi. Lên đấy chơi chim, lên livestream chí. Sao mũi hòa mũi sao nhìn lạ vậy? Ơ, sao lạ sao nhỉ? Vẫn thế mà. Có khác gì đâu. Vẫn thế mà. Chị có đá ở đó không? Nhưng mà hình như nếu bị bỏng thì không nên rít đá thì phải. Ráp một đoạn đi. Đời là lắm ăn ngang. Đời là lắm ăn ngang.
Họ ơi, nó nè, dịt ngay cục đá vào nhanh. Không, không có bị. Bây giờ họ sẽ lên thử livestream ở trên fanpage nha. Mọi người lên đó nha. Hello, cô gái. Nhớ. Nhớ cái gì nè? Nhớ lúc mà chương trình gì của Dinh đây, phỏng vấn bắt giờ giọng đây. Đúng rồi, đúng rồi. Biết trước được không nhỉ? Em không nhạy cảm lắm. Lát rồi, lát rồi. Bye bye mọi người, hòa làm việc đây. Bye bye.